Năm 2013, ngành nhựa trong nước đã có nhiều bước tiến lạc quan. Mới đến tháng 6, kim ngạch xuất khẩu nhựa đã hơn 1 tỷ đô la. Bước sang tháng 7, những hạt nhựa PP đầu tiên do Việt Nam sản xuất chính thức ra lò tại nhà máy lọc dầu Dung Quất. Lĩnh vực sản xuất khuôn mẫu, nhựa tái sinh và tự phân hủy cũng có những bước cải thiện nhất định. Để tìm hiểu rõ hơn về độ tự chủ của ngành nhựa trong nước trong công nghệ sản xuất, FBNC đã có cuộc trao đổi với bà Huỳnh Thị Mỹ, Tổng Thư ký Hiệp hội Nhựa Việt Nam. Thưa bà, hiện nay chính phủ có định hướng là khuyến khích các doanh nghiệp cơ khí sản xuất các sản phẩm khuôn mẫu cũng như là thiết bị phụ trợ để cung cấp cho các doanh nghiệp ngành nhựa. Nhưng mà theo đánh giá của Hiệp hội thì việc tìm thị trường và cung cấp các khuôn mẫu cũng như các thiết bị phục vụ cho ngành nhựa trong nước có đủ đáp ứng nhu cầu hay chưa ạ? Đúng là hiện nay là cơ chế của nhà nước là theo định hướng là sẽ đẩy mạnh cái ngành sản xuất khuôn mẫu trong nước. Tuy nhiên, không thể là một sớm một chiều chúng ta có thể làm ngay được việc này. Thì hiện tại là ở Việt Nam cũng đã có một vài công ty chuyên về khuôn mẫu tương đối lớn và có thể là xuất khẩu vào những cái nước chất lượng, ví dụ như là Canada hay là vào Mỹ. Nhưng mà đó chỉ là đại diện cho một số doanh nghiệp thôi, còn hầu hết cái ngành khuôn mẫu ở Việt Nam thì cũng còn rất là nhiều cơ hội. Hiện tại có một số doanh nghiệp ở mức trung bình khá trở lên thì họ có những cái xưởng khuôn riêng, thì họ có thể là tự sản xuất để phục vụ cho công ty của mình. Tuy nhiên có một số cái loại khuôn mẫu mà nó đòi hỏi cái độ chính xác cao thì bắt buộc phải nhập từ nước ngoài về. Nên là mình nghĩ là cái ngành khuôn mẫu là rất là còn triển vọng. Và các doanh nghiệp là hiện tại là phải mua các cái khuôn mẫu ở nước ngoài, ví dụ như là những cái sản phẩm mà nó đòi hỏi cái độ chính xác cao thì phải nhập khuôn ở những cái nước nó tiên tiến, giá thành nó cao. Còn những cái sản phẩm mà nó ở mức trung bình khá thì có thể là trong nước cũng có thể đáp ứng được. Hiện nay thì chúng ta cũng khuyến khích sản xuất các sản phẩm nhựa tái sinh hay tự phân hủy, thì không biết là công nghệ để phục vụ cho cái sản xuất cái thể loại nhựa tái sinh hay tự phân hủy này nó có đắt hay không, và nó có các doanh nghiệp đã có chú ý đến cái công nghệ này chưa ạ? Nói về nhựa tái sinh thì thực sự ra ngành nhựa cũng đã làm từ nhiều năm nay. Có nghĩa là tái sinh là cái nguyên liệu tái sinh đã được pha vào một chút vào các cái nguyên liệu chính phẩm để sản xuất những cái sản phẩm mà nó không đòi hỏi chất lượng cao. Thì hiện nay là ngành nhựa vẫn tiếp tục làm, thì cái công nghệ đó là nếu như mà tái sinh đòi hỏi chất lượng cao thì phải nhập máy móc từ các nước châu Âu. Còn ở trong nước hiện nay cũng có một số đơn vị người ta cũng có thể sản xuất được những cái thiết bị để làm cái tái sinh đơn giản ở trong nước. Ngoài ra cái sản phẩm mà túi phân hủy sinh học, hiện nay là ngành nhựa đã sản xuất được cái túi gọi là túi ni lông thân thiện với môi trường và được Bộ Tài nguyên Môi trường đang xét duyệt cho các doanh nghiệp. Thì hiện tại là cái túi đó vẫn sản xuất trên cái công nghệ mà sản xuất cái túi ni lông bình thường, nhưng mà chúng ta chỉ cần pha một chút phụ gia tự hủy vào đấy thì được gọi là túi ni lông thân thiện với môi trường, nên là cái phần công nghệ không có gì là thay đổi nhiều. Cái phụ gia tự hủy để bổ sung vào cái túi đó thì cái phụ gia đó là mình sản xuất được hay là mình phải nhập ạ? Không, cái phụ gia đó hiện nay là phải nhập khẩu 100%, trong nước chưa làm được. Dạ, cảm ơn bà.